Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: trong suy nghĩ của mọi người, bạn là người dễ bị người khác bắt nạt hay là khiến người khác phải ráng? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ấn tượng nhất cũng như là bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho nội tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này. Bạn là người dễ bị người khác bắt nạt hay là khiến người khác phải ráng? Bạn là người dễ bị người khác bắt nạt hay là khiến người khác phải ráng? Thế nào nhỉ? Bật bí cho các bạn nghe cái điều này nè. Lúc mà mình thực hiện trải bài cho các bạn, thì khi mình quay video ở tụ bài số 1 ấy, nó có sự cố khiến cho cái điện thoại của mình bị ngắt giữa chừng. Và cái video đó nó cũng bị lỗi, và mình phải thực hiện quay lại một cái video khác. Và khi mà mình trải lại cho các bạn, thì cái nguồn năng lượng của các bạn nó có sự mâu thuẫn ở đây. Nếu như lúc đầu á, tụ bài số 1 của video trước thì bạn khiến cho người khác phải ráng, thì ở tụ bài này, trong video thứ hai mình quay, thì nó lại thể hiện một sự lưỡng lự ở đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn có thể và bạn dư sức khiến cho người ta phải rén bạn, nhưng ở đâu đó bên trong bạn nó vẫn có một cái điều gì đó nó khiến cho bạn tử tế. Là bạn lựa chọn bạn là người tử tế, chứ không phải là bạn sinh ra đã là người tử tế. Đấy, có một sự di chuyển trong việc thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ của bạn, thay đổi quan điểm của bạn về cuộc sống, về cách mà bạn nhìn nhận mọi người. Thành ra ấy, ở tụ bài số 1, các bạn không đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Các bạn cũng không đánh giá người khác bằng những cái giá trị vật chất mà họ đang có, cũng như là những cái giá trị hiện hữu mà họ đang sở hữu. Bạn đánh giá người khác dựa trên trí tuệ của họ, dựa trên quan điểm sống của họ, dựa trên cách mà họ nhìn nhận người khác. Họ đối xử với bạn như thế nào thì bạn sẽ đối xử với họ y chang như cái cách mà họ đối xử với bạn. Thành ra khi mà mọi người họ nhìn vào bạn ấy, họ cũng không phải là người suy nghĩ như thế này: bạn là người dễ bị người khác bắt nạt. Hay là họ sẽ có suy nghĩ là bạn là người hung dữ và khiến cho người ta phải rén. Không, họ thấy rằng bạn là người mà họ cần phải có sự kiên dè nhất định trong cách nói chuyện, trong suy nghĩ, trong lời ăn tiếng nói. Bạn không phải là người thích cười đùa. Bạn chỉ cười đùa vào đúng lúc, đúng dịp, đúng thời điểm, chứ không phải là lúc nào cũng cười hí ha ha, hay là lúc nào cũng có những cái lời nói bông đùa theo kiểu cười cợt người khác. Bạn rất là nghiêm túc. Bạn nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Những mối quan hệ xung quanh bạn, công việc của bạn, cuộc sống của bạn, bạn đều vô cùng nghiêm túc. Và bạn đầu tư vào những thứ đó. Bạn đầu tư vào giá trị phát triển của bạn, bạn đầu tư vào giá trị vật chất của bạn, bạn đầu tư vào những mối quan hệ xung quanh bạn. Đây, lá bài của việc bạn chăm chỉ. Bạn chăm chỉ đầu tư bằng sự chân thành nha. Nó không có bất kỳ một vấn đề nào đó liên quan đến việc là bạn lợi dụng cả. Tất cả đều đến từ sự chân thành. Và quan trọng ở đây là gì? Cho dù bạn cảm giác rằng ở thời điểm hiện tại, tình hình tài chính của bạn nó đang không ổn, công việc hiện tại của bạn nó đang có một chút trở ngại, thì yên tâm nha, bạn cứ nghe mình. Tại vì sao? Sắp tới tình hình công việc của bạn sẽ cải thiện khả quan, vô cùng khả quan. Đây, có sự chuyển biến nè. Ở thời điểm hiện tại bạn đang cân nhắc theo kiểu tôi nên có một cái hành động nào đó, tôi nên có một cái biện pháp nào đó để cải thiện tình hình về công việc tài chính, đúng không? Thì lá bài này chính là tương lai của bạn. Tình hình tài chính công việc của bạn vô cùng khả quan. Cho dù thời điểm bây giờ bạn cảm thấy nó ngặt nghèo, bạn cảm thấy nó khó khăn, thì yên tâm, cứ tin ở mình nha. Hay là bạn cứ tin vào trải bài cũng được. Những cái lời nói của mình hồi nãy nó không hề liên quan đến thông điệp trải bài của ngày hôm nay luôn đấy. Nhưng mà tại sao mình lại muốn nói? Phải chăng là hiện tại bạn đang gặp những cái vấn đề tương tự như vậy, cho nên bạn hay là ông trời đang muốn mình truyền tải lại thông điệp này cho bạn nghe? Theo kiểu hãy cho bạn một cái lời khuyên, không phải lời khuyên, một cái lời cổ vũ.
hãy cho bạn một cái lời cổ vũ để bạn tin rằng những điều bạn làm ở thời điểm hiện tại là đúng, cái định hướng của bạn đang làm là đúng, công việc bạn đang lựa chọn là đúng, kế hoạch mà bạn hoạch định trong tương lai, cái bức tranh bạn vẽ ở tương lai đó là hiện thực chứ không phải là những cái ảo tưởng viễn vông hay là những cái gì đó. Cho nên ở đây những ai họ đang gặp khó khăn trong vấn đề công việc, những ai mà đang cảm giác bấp bênh, cảm giác kiểu giống như là bị dao động trong việc thay đổi công việc hiện tại, trong việc thay đổi định hướng những cái đam mê của bạn, thì mình nói thật đừng thay đổi nha. Tại vì sao? Đây giống như tinh thần của tụi bài số 1, những cam kết của bạn, những kế hoạch của bạn nó đang có những cái thử thách, nó đang có những cái bài kiểm tra để xem tôi coi là rốt cuộc bạn có thể trụ được bao lâu, rốt cuộc bạn có thể đi đến cùng với kết quả này hay không. Bởi vì sao? Thành quả phía trước này. Có sự cố chấp ở đây. Tại sao lại có lá bài của sự cố chấp? Tụi bài số 1, phải chăng hiện tại các bạn đang cảm giác những cái trực giác mà mình nó đang mách bảo mình nó không có đúng, hay là các bạn đang nghi ngờ năng lực của chính bản thân các bạn, hay là các bạn đang cố đưa ra một cái lời bao biện nào đó cho sự khó khăn liên quan đến công việc hiện tại, liên quan đến những cái tình hình, những cái trắc trở trong định hướng của bạn, bạn không có chia sẻ cho ai nghe cả. Những cái khó khăn của bạn một mình bạn gánh vác, bạn chẳng bao giờ nói cho ai nghe, bạn cũng chẳng bao giờ chia sẻ, bạn cũng chẳng bao giờ thể hiện những cái nỗi niềm của mình. Phải chăng bạn sợ, bạn sợ người khác sẽ can thiệp vào cuộc sống của bạn, hay là bạn đang cố gắng bảo vệ những cái giá trị của bạn, bảo vệ nhân phẩm của bạn, bảo vệ lòng tự trọng của bạn? Bây giờ mình quay lại trải bài đi. Thông điệp hôm nay là gì nào? Trong suy nghĩ của mọi người, bạn là người dễ bị người khác bắt nạt hay là khiến người khác phải rén? Thế đấy, bây giờ bắt đầu mệt này. Bạn khiến cho chính bản thân bạn phải rén bạn luôn đấy, chứ không phải là người khác nữa đâu. Tại vì sao? Bởi vì người ngoài họ tôn trọng bạn, đúng không? Họ cũng không có ăn hiếp bạn, mà họ cũng không phải sợ sệt bạn, mà là họ tôn trọng bạn. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Bạn đang là kẻ thù của chính bạn, bạn đang khiến cho chính bản thân bạn phải rén bạn. Nhiều lúc bạn muốn đứng lên, nhiều lúc bạn muốn có một cái hành động gì đó, một cái sự buông bỏ nào đó, một cái nói chung là một cái định hướng, một cái điều gì đó nó mạnh mẽ. Ví dụ, mình lấy ví dụ thôi. Khi bạn đang bước vào một mối quan hệ và bạn cảm giác rằng cái mối quan hệ này nó không phù hợp với bạn, dường như có một cái điều gì đó nó đang thôi thúc bạn là nên cắt bỏ cái mối quan hệ này đi, nên rời khỏi cái mối quan hệ này đi. Nhưng mà bạn lại đang luyến tiếc. Tại vì cái mối quan hệ này, bạn cảm nhận rằng nó sẽ cho bạn một cái bước ngoặt nào đó, nó sẽ cho bạn một cái sự tiến triển nào đó, một cái điều thăng hoa nào đó trong mối quan hệ. Nhưng mà tại sao khi mà bạn đang tiếp xúc với cái người đó, khi mà bạn đang ở trong mối quan hệ này, bạn lại có một cái cảm giác nó khó chịu? Nó là cái sự nhột, nó là cái sự rạo rực ở trong lòng. Nó không phải là ghét họ, mà nó cũng không phải là thích họ. Nó là sự cồn cào, giống như đó bên trong lòng bạn đang có một ai đó cầm cái miếng cào ấy, cào, cào, cào cái lòng của bạn. Nó ngứa ngáy, nó khó chịu, nó râm ran thế nào đấy. Và kết quả bạn lựa chọn điều gì? Bạn khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Bạn khó khăn trong việc lựa chọn từ bỏ mối quan hệ đó, từ bỏ con người đó, từ bỏ những cái khoảng ký ức đẹp, những cái viễn cảnh tươi đẹp mà người ta đem đến cho bạn. Thì câu trả lời này là câu trả lời của mình này. Bạn hãy có một sự thay đổi. Có nghĩa là gì? Nếu như bạn cảm giác rằng cái trực giác của bạn nó đúng, thì hãy rời khỏi mối quan hệ này. Cho dù bạn biết rằng khi mà bạn rời khỏi mối quan hệ này, rất khó để bạn có thể tìm được một mối quan hệ khác xứng tầm như vậy. Nhưng mình khuyên hãy rời khỏi mối quan hệ đó. Tại vì sao? Nó không phù hợp với bạn. Những ai ở trong tụ bài này, các bạn đang gặp khó khăn trong việc bước ra khỏi một mối quan hệ, thì lời khuyên là nên bước ra khỏi mối quan hệ đó. Mà cho dù bạn không có muốn, bạn vẫn có sự lưỡng lự ở đây, vẫn có sự cố chấp ở đây, muốn bảo vệ những cái mà bạn mong muốn, thì trong tương lai ông trời cũng sẽ cho thử thách mà thôi. Đây, dù gì nó cũng sẽ đến cái này, đến sự thay đổi. Nếu như sự thay đổi này liên quan đến công việc, nó là một điều tốt. Nhưng cái sự thay đổi này nếu nó liên quan đến mối quan hệ là một điều không hề tốt. Mình nói thật, nó không hề tốt luôn. Nó khiến cho bạn lo lắng, nó khiến cho bạn rơi vào một cái trạng thái lưỡng lự, do dự. Và nó không phù hợp với bạn, không hề phù hợp với bạn. Hiện tại chỗ mình bầu trời đang mây đen, cho nên bạn thấy cái màn hình nó bị mờ đúng không? Nó bị bắt nét, bị mờ ấy. Mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem những cái lá bài của bạn ha. Bây giờ mình sẽ trả cho bạn một câu hỏi như thế này. Mình đã cố gắng lấy nét của video và chắc có vẻ khó.
Thôi kệ đi. Một câu hỏi như thế này: hãy cho bạn một lời khuyên liên quan đến tình hình công việc, và cho bạn một lời khuyên liên quan đến mối quan hệ hiện tại mà bạn đang vướng phải. Hãy suy nghĩ đến công việc hiện tại bạn đang làm, hay là cái định hướng nào đó mà bạn đang hướng tới. Và hãy suy nghĩ đến cái mối quan hệ khiến cho bạn phải bận tâm ở trong thời gian này. Tình bạn, tình yêu, gia đình, bạn bè, bất kỳ mối quan hệ nào mà khiến cho bạn bận tâm. Mình sẽ cho bạn câu trả lời. Ba lá bài đầu tiên là ba lá bài liên quan đến mối quan hệ. Và ba lá bài tiếp theo là ba lá bài liên quan đến công việc của bạn. Chắc cái video lần này mờ lắm. Tự nhiên chỗ mình ấy, mây đen nó kéo. Ô bài rơi. Một lá này trước này. Một lá này. Và lá bài cuối cùng. Wow. Đầu tiên là về công việc nha. Mở quá à. Rồi. Đầu tiên là về công việc. Mình thấy rằng trong công việc của bạn, bạn cần phải bỏ đi bớt một số áp lực không cần thiết, những gánh nặng không cần thiết. Trên vai bạn hiện tại đang gánh rất là nhiều áp lực. Áp lực về gia đình, áp lực về bạn bè, áp lực về những kế hoạch tương lai của bạn, áp lực về chính bản thân bạn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho riêng bạn, áp lực về ánh nhìn của người đời, những cái áp lực vô hình, những áp lực về tinh thần. Dù nó là những áp lực gì, cho dù nó đang hiện hữu dưới một hình thức nào đó, dưới những cái lời nói, dưới những cái hành động, dưới những cái vật hữu hình nào đó, hay dưới những cái khoản nợ, những cái gánh nặng, thì mình khuyên rằng hãy bỏ bớt những cái áp lực này đi, nếu như bạn không muốn bị đè, nếu như bạn không muốn phải bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì sao? Sức lực của bạn có hạn, quãng đường còn rất là dài, và bạn không biết rằng khi nào bạn có thể đạt được cái nguyện vọng của bạn, không biết khi nào công việc của bạn sẽ được một cái bậc thăng tiến rõ rệt, không biết khi nào định hướng của bạn sẽ được hoàn thiện, không biết khi nào tương lai của bạn sẽ được thực hiện dưới một cái hiện thực cụ thể nào đó, dưới một cái vật chất hữu hình nào đó. Ước mơ của bạn sẽ được thực hiện như thế nào, hiện thực hóa ra sao, bạn chưa biết. Nhưng cái bạn cần ở đây là gì? Bỏ những cái áp lực của bạn đi. Bạn đang gánh trên vai rất là nhiều áp lực. Áp lực từ xã hội là một phần, áp lực từ bên ngoài tác động lên bạn là một phần, áp lực cho chính bản thân bạn tác động lên bạn còn nhiều phần hơn hồi nãy nữa. Thật, mình nói thật. Và quan trọng ở đây là gì? Cần phải có sự suy xét kỹ càng ở đây. Bạn đang đánh giá mọi thứ dựa trên lý trí của bạn, bạn không đánh giá mọi thứ dựa trên con tim của bạn. Đó là lý do tại sao lá bài này cô ấy lại phải che đi đôi mắt của mình, là phải ngồi ở bên cạnh một cái hồ nước. Tại vì sao? Hồ nước nó giúp cho cô ấy bình tĩnh hơn và che đôi mắt để không nhìn nhận và đánh giá mọi thứ bằng lý trí. Hãy đánh giá mọi thứ bằng con tim của bạn, bằng cảm nhận của bạn. Nếu bạn thấy nó đúng thì bạn hãy đi theo, nếu bạn thấy nó không ổn thì bạn đừng đi theo. Chứ đừng có đánh giá dựa trên kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó là thị trường, nó là sự biến động không ngừng của thế giới này, nó là sự thay đổi tuần hoàn, không có sự ổn định. Thì làm sao bạn biết được rằng nếu như bạn đi theo con đường đó, ở thời điểm hiện tại nó tốt đúng không? Giờ ở tương lai nó có tốt hay không? Chẳng ai biết cả. Và ngay chính bản thân bạn cũng không biết. Và quan trọng ở đây là gì? Đừng để những cái điều mà bạn vui vẻ, những cái ký ức đẹp, nó làm cho bạn quên đi thực tại. Kiểu như là bạn vẽ ra những cái viễn cảnh nó đẹp quá đẹp, bạn vẽ ra một cái tương lai nó hào nhoáng, bạn vẽ ra một cái ước mơ, cái gì đó nó cao siêu. Hay là bạn nghĩ rằng nếu như bạn tiếp tục duy trì công việc hiện tại, nếu như bạn tiếp tục đi theo cái định hướng hiện tại, hay là cái công việc hiện tại nó không phù hợp với bạn, bạn muốn rời đi. Cái định hướng hiện tại có vẻ không thực tế với bạn, bạn muốn rời đi để bạn tìm kiếm một cơ hội mới, để nó có thể phục vụ cho cái viễn cảnh tươi đẹp mà bạn vẽ ra này. Tương lai tôi sẽ trở thành người giàu có, tương lai tôi sẽ đứng ở một cái địa vị đỉnh cao danh vọng, hay là tương lai tôi sẽ sống theo cái đam mê của mình. Cho dù cái viễn cảnh đẹp đẽ này bạn vẽ ra vì mục đích gì và nó có nội dung như thế nào, nhưng cái mà mình muốn nói ở tụ bài số 1 là gì nào? Hãy thực tế lên. Thực tế nhưng không phải là lý trí. Phân biệt dùng mình nha. Thực tế dựa trên sự trỗi dậy của nội tâm này, trỗi dậy của cảm xúc này, chứ không phải là thực tế dựa trên sự thống nhất và điều khiển bởi lý trí. Và điều quan trọng ở đây là gì? Bãi bỏ những áp lực xung quanh bạn. Đó là công việc. Còn đây, tình yêu thì như thế nào nè? Những mối quan hệ xung quanh bạn như thế nào nè? Hãy yêu thương nhiều hơn. Lời khuyên dành cho bạn đó, hãy dành thời gian yêu thương mọi người nhiều hơn. Tại vì sao?
có cho đi thì sẽ có nhận lại. Và cái bạn nhận lại nó không chỉ đơn giản là tình yêu, nó không chỉ đơn giản là sự hạnh phúc bên trong bạn, mà nó còn là sự phát triển thịnh vượng về tiền tài, về vật chất, về những giá trị hữu hình. Và điều quan trọng ở đây là gì? Bạn là người chủ động. Thật, nếu như bạn muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng mối quan hệ hiện tại của bạn nó không đáp ứng được cho bạn những cái điều này, thì làm ơn cắt đứt. Nếu như mối quan hệ hiện tại bạn cảm giác nó sẽ cho bạn một viễn cảnh tươi đẹp, đấy, mình nói nè, đừng có đánh giá mọi thứ bằng lý trí, hãy bằng nội tâm của bạn, hãy bằng con tim của bạn. Thì bạn cảm nhận xem những cái mối quan hệ xung quanh bạn, mối quan hệ nào ổn thì bạn giữ lại, mối quan hệ nào không ổn thì bạn lựa chọn rời đi. Vì sao? Bởi vì đây là hành động. Hành động mà cho dù bạn ở bị động nha, bạn không có muốn làm cái điều này, thì trong tương lai sẽ có những thử thách đến với bạn, và nó buộc phải cho bạn một cái hành động nào đó, nó ép bạn đi vào một cái hành động nào đó. Ông trời sắp đặt hết rồi, cho dù bạn chủ động hay bạn bị động thì cũng bị thúc ép đi cái con đường đó thôi. Vậy bạn chần chừ cái gì nè? Đi thôi, còn ngại gì nữa à? Đó, đó là tất cả những gì mình muốn gửi gắm cho bạn, những người đã lựa chọn tôi bài số 1. Mong rằng trải bài của mình sẽ giúp ích cho bạn, và cũng như định hướng cho bạn một cái hướng đi nào đó, hay giúp đỡ bạn trong việc giải quyết một cái vấn đề nào đó. Và nếu như mà bạn vẫn còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì, sắp tới ngày 20 tháng 10 rồi, hãy dành tình yêu thương của mình cho những quý cô xinh đẹp nhất trong cuộc đời của bạn, là người chị của bạn, người em của bạn, là cô dì, là mẹ bạn, là những người hàng xóm, là những trẻ nhỏ, và là bất kỳ một quý cô nào bạn nhìn thấy ở ngoài đường. Hãy dành tặng cho họ một nụ cười và chúc họ đón ngày 20 tháng 10 thật hạnh phúc. Mình gửi lời chúc cho mẹ của mình và chị của mình rồi đó. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của mình tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Sao Lóc Sơn Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụi bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này nhé. Như câu hỏi lần này là gì nào? Trong suy nghĩ của mọi người, bạn là người dễ bị người khác bắt nạt hay là khiến người khác phải rén? Tại vì hiện tại chỗ của mình trời đã âm u rồi. Đúng là người ta nói một câu đúng thiệt. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Thì đây. Rồi, chúng ta vào trải bài nha. Bạn là người dễ bị người khác bắt nạt đó. Nếu như mình nói như thế này thì bạn có thể hơi thất vọng đúng không? Tại vì bạn đang muốn là tôi phải khiến cho người khác phải rén. Nhưng mà thật sự mà nói là bạn là người dễ bị người khác bắt nạt. Bởi vì sao? Vì bạn hiền chứ sao? Cả nể nữa. Cái kiểu giống như là bạn có thể dễ dàng chấp nhận chịu thiệt. Ví dụ như là mọi người đang tranh luận về một quan điểm nào đó, bạn chấp nhận để bản thân chịu thiệt, bạn chấp nhận để người khác chiếm phần lợi thế. Nếu như cái quan điểm đó, nếu như cái cuộc trò chuyện đó không gây quá nhiều thiệt hại cho bạn, cũng vì chính cái việc mà bạn muốn hòa bình, bạn lựa chọn hòa bình hơn là chiến tranh, cho nên bạn chịu thiệt đấy, chịu thiệt hại vô cùng. Không những vì giá trị tinh thần đâu, mà còn là những cơ hội của bạn nữa. Chính vì việc bạn trao đi cho người ta cơ hội, thì thành ra bạn lại phải gánh chịu những cái hậu quả. Đó là gì? Vụt mất cơ hội, vụt mất đi sự thăng tiến trong cuộc đời của bạn. Ví dụ, nếu như bạn chỉ cần tốn được 3 bước chân là bạn có thể đi qua được bên kia, thì bây giờ bạn nhường cho người ta 3 bước đó, thì bạn phải bước chậm. Thay vì bạn bước dài thì bạn lại phải bước chậm, bước nhịp, thì phải tới mười mấy bước, khổ không nào? Mà bạn là người ngại, bạn ngại thể hiện suy nghĩ của mình. Đây, ngại lắm, cho nên bạn có bao giờ thể hiện suy nghĩ của mình cho người ta nghe đâu. Ngại ngùng, ngại cái gì mà ngại không biết nữa à. Chính vì cái việc mà bạn không thể hiện suy nghĩ của mình cho người ta biết, thì người ta cứ thấy bạn hiền hiền. Mà bạn lại thuộc dạng trầm tính nữa, cũng chẳng cười hi hi ho ho như người ta, cũng chẳng hướng ngoại. Bạn có thiên phần là hướng nội, mà kiểu hướng nội trầm tính. Chỉ có những người mà bạn quen biết, những người mà bạn coi là người thân thật sự, là những người mà bạn có thể dễ dàng trò chuyện, thì bạn mới nói chuyện nhiều mà thôi. Có những người lạ, bạn ra ngoài đường mà gặp người lạ, có khi bạn còn chẳng thèm nói chuyện, nếu như người ta không chủ động bắt chuyện với bạn.
Trời ơi là trời, kiểu như vậy thì thôi làm sao mà người ta có thể xem trọng bạn được, người ta thấy bạn hiền lành nhút nhát, rồi người ta hả, nằm trên đầu trên cổ bạn vậy đó. Thiếu điều là bạn bứng người ta lên bàn thờ, bạn thờ người ta luôn rồi trời. Vừa bạn thôi, trời ơi nãy giờ nói bạn theo kiểu như vậy thì hơi tội cho bạn đúng không? Nhưng mà sự thật là vậy nha. Tại vì sao nào, bạn hiền quá à. Thật ý, hiền quá hiền. Ai bạn cũng có thể đối xử với người ta bằng một cái động thái, bằng một cái hành động tốt nhất của bạn. Tại vì sao? Trong ngôn sống của bạn là gì? Mang tình yêu đến muôn nơi. Bạn sẽ vô cùng phù hợp trong những cái hoạt động, những cái công việc mang tính chất cộng đồng, tình nguyện giúp đỡ người khác. Còn nếu như nó là một tình huống theo kiểu như là đấu tranh, cãi nhau, tranh luận về một vấn đề nào đó, bạn chịu thiệt. Mình nói thật, bạn chịu thiệt. Đó, hỏi sao bạn không chịu thiệt được. Đây, ngay chính bản thân bạn cũng vậy mà. Bạn không bao giờ nhanh nhẹn trong việc xử lý những tình huống mang tính chất khẩn cấp. Bạn cứ bình 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 bình, bạn cần thời gian để trả lời. Bạn kỹ tính quá. Đây, luôn luôn để bản thân mình rơi vào trạng thái bị động. Thì hỏi sao, người ta không thấy bạn hiền. Người ta thấy bạn bị động, người ta thấy bạn kiểu chậm chạp trong việc xử lý vấn đề. Và người ta nghĩ rằng là họ hơn bạn. Thành ra là họ đè đầu cửa cổ bạn luôn. Ăn hiếp là gọi là nhẹ đó, chứ nó đúng hơn là đè đầu cửa cổ bạn. Mà quan trọng là bạn cũng chẳng cần quan tâm. Tại vì sao? Cái điều mà bạn quan tâm nhất chỉ có hai thứ thôi. Một là sự nghiệp công việc của bạn, hai là gia đình của bạn. Hết rồi. Ngoài hai cái này ra những thứ khác bạn không quan tâm. Thiệt hại không quan tâm, lợi dụng phù phiếm không quan tâm, bạn bè chọc ghẹo không quan tâm. Thế thì làm sao mà người ta xem nhẹ bạn đây? Người ta chẳng những xem nhẹ bạn, người ta còn xem thường bạn luôn. Tại vì sao nào? Tại vì họ nghĩ rằng à, họ chỉ cần cho bạn một chút cái sự bố thí liên quan đến việc thương yêu bạn. Họ cho bạn một cái lợi ích nào đó, chẳng hạn như là họ thương, họ quan tâm bạn trong một vài khoảnh khắc nho nhỏ. Mà bạn lại cảm kích người ta rồi. Bạn là người xem trọng tình cảm. Cho nên bất kỳ một hành động vô tình của người ta cũng khiến cho bạn cảm động. Theo kiểu như là vô tình tưới cho bạn cơn nước, tự nhiên cơn nước vô tình tưới cho bạn một bình nước, bạn lại tưởng rằng người ta tương tư bạn. Họ lợi dụng bạn, họ mới tiếp cận bạn để làm gì? Để họ cho bạn một chút cái lòng yêu thương liên quan đến giá trị tinh thần, liên quan đến cảm xúc. Rồi sau đó bạn tưởng rằng họ tốt, rồi bạn cống hiến thân xác của bạn cho họ, bạn cống hiến sức lực của bạn cho họ. Và bạn còn chẳng thể nào ngờ được là họ đang lợi dụng bạn. Mình biết tụi bà số 2 là những người sống thật, không thẹn với lòng. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng tôi chỉ cần giúp đỡ người khác thì cái tôi nhận được nó sẽ tương xứng như vậy. Tôi nghĩ rằng là tôi đối xử với người ta bằng sự chân thành thì người ta cũng sẽ đối xử với tôi bằng sự chân thành. Rồi bạn nhìn vào sắc mặt của người đời để bạn sống. Bạn nhìn vào những biểu cảm của người ta để bạn sống. Bạn chú ý đến những lời nói của người khác. Bạn kiểu giống như là người ta nói một câu thì bạn suy nghĩ trằn trọc. Người ta nhăn mặt khó chịu với bạn thì bạn đã bắt đầu rối rắm sợ hãi rồi. Ủa làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi, tụi bà số 2 là tụi bà mình mắng đấy. Mắng ơi là mắng. Mắng thương chứ không phải là mắng giận đâu nha. Tại vì sao? Mình thương các bạn. Các bạn hy sinh cho bản thân nhiều quá. Các bạn hy sinh cho gia đình của các bạn. Đây, những lá bài xuất hiện về gia đình này. Các bạn hy sinh cho gia đình của các bạn rất nhiều. Các bạn hy sinh cho những mối quan hệ xung quanh các bạn rất nhiều. Các bạn chịu thiệt không à? Chẳng có thấy lợi đâu hết. Các bạn chăm chỉ, cống hiến cho công việc của các bạn. Nhưng mà những người trục lợi là ai? Là đồng nghiệp của các bạn, là sếp của các bạn, là cấp trên của các bạn. Để mình chỉnh màn hình xuống một tí. Đó. Cho các bạn nhận được cái gì? Không nhận được gì cả. Các bạn chịu thiệt thôi. Nhưng mà các bạn lại chấp nhận cái điều này. Tại vì các bạn nghĩ như thế nào? Tôi sống không thể với lòng thì tối tôi ngủ ngon. Còn người ta gây hại cho tôi thì người ta sẽ chịu quả báo. Mình đồng ý với cái điều này. Nhưng quả báo nó sẽ đến đúng vào những cái lúc mà nó đúng. Quả báo không đến sớm, quả báo không đến muộn mà nó đến đúng lúc. Cũng như bạn, bạn chờ người ta nhận quả báo đến đâu giờ? Chắc gì bạn còn sống đến cái ngày mà người ta nhận quả báo đúng không? Nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Là bạn chấp nhận để cho người ta lấy đi những cái lợi ích của bạn. Bạn chấp nhận để bị thiệt mà, thì làm gì có quả báo ở đây? Quả báo là sự bất công. Còn việc đây là bạn tình nguyện chịu thiệt, thì làm sao có quả báo? Mình đang ở đây đóng vai trò là người cảm tỉnh cho bạn đấy. Cho nên bây giờ bạn cứ nói rằng Thúy làm nhảm nhiều quá thì mình chịu. Để mình chỉnh cái độ rõ nét coi. Đó. Bây giờ bạn nói mình dạy đời bạn thì mình chịu luôn. Tại vì sao? Mình đang mắng bạn đó.
mắng cảm tỉnh đó nha, mắng thương chứ không phải là giận hờn hay là ra lệnh hay dạy đời bạn đâu. Cho nên nãy giờ mình có nói những cái lời nói nào mà nó khó nghe, không thuận tai bạn thì mình xin lỗi. Nhưng mà yên tâm, đừng nào bạn cũng sẽ nói rằng không sao đâu Thúy à, Thúy cứ nói đi, mình sẽ nghe, tại vì mình không có giận gì Thúy đâu. Đúng không? Chắc luôn. Bây giờ bạn sẽ cười theo kiểu ời ơi, sao mà Thúy đoán được tâm lý của tôi hay vậy. Thì đơn giản mà, những cái lá bài này nó đã thể hiện con người của bạn rồi, chứ không cần là phải mình đoán già, đoán non, đoán trên, đoán dưới đâu. Thật. Mình trả cho bạn một câu hỏi như thế này nha, tại vì trả bài lần này ngắn nè. Một câu hỏi như thế này, đơn giản thôi. Phải làm sao để bạn không còn bị người khác lợi dụng nữa? Đúng không? Bạn đang cần một cái câu hỏi như vậy. Bạn phải làm thế nào, hay là có cái cách thức nào để bạn không còn bị người khác lợi dụng bạn nữa? Hãy thể hiện giá trị của con người bạn. Câu đầu tiên luôn. Đây. Thể hiện giá trị con người của bạn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bạn quá tập trung, bạn làm nền. Bạn làm nền cho người ta tỏa sáng. Để bạn nhìn đây, đây đây là bạn nè. Nhưng mà người ta không có chú ý bạn, người ta chỉ chú ý cái đồng xu trên tay bạn thôi. Cho nên ở thời điểm bây giờ bạn hãy học cách để thể hiện giá trị con người của bạn. Hãy nắm lấy những cái vốn dĩ nó thuộc về bạn. Hãy tranh lấy những cơ hội vốn dĩ thuộc về bạn. Hãy thể hiện con người thật của bạn đây. Giống như tinh thần của lá bài này. Hãy cho cả thế giới này biết bạn là ai. Để làm thế nào? Để bạn nhận được những thứ xứng đáng thuộc về bạn. Những mối quan hệ không lợi dụng bạn. Những cơ hội về tương lai phía trước. Nhưng cái cần ở đây là gì? Thể hiện con người của bạn. Đừng bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Và quan trọng nhất là đừng bao giờ giấu giếm tài năng của mình. Với bạn, những người đã lựa chọn tổ bài số 2, các bạn vẫn còn thiếu, thiếu một thứ duy nhất thôi. Thể hiện. Hãy thể hiện bản thân mình. Hãy thể hiện bạn là ai. Hãy cho cả thế giới này biết rằng bạn thực chất là người như thế nào. Thay vì việc bạn chấp nhận chịu thiệt và để cho người khác tỏa sáng, bạn làm hậu phương, bạn làm nền, bạn làm nhân viên hậu cần, thì bây giờ bạn hãy lên sân khấu đi. Hãy giành nhân vật chính. Hãy giành cái vị trí mà nó xứng đáng thuộc về bạn. Mình nói thật, bạn sẽ nhận được những cái thực chất thuộc về bạn. Đó là những mối quan hệ phù hợp với bạn này. Đó là những cơ hội phù hợp với bạn này. Bạn sẽ nhận được những cái xứng đáng thuộc về bạn nếu như bạn biết cách giành lấy chúng. Nếu như bạn chấp nhận giành lấy chúng. Thay vì bạn im lặng, bạn thầm lặng, bạn nhường cơ hội cho người khác, thì đã đến lúc bạn đứng lên sân khấu và bạn nói rằng đây là cơ hội của tôi. Và đây là vị trí của tôi, không được ai giành. Hãy để cho tôi thỏa chí. Hồi nãy là mình nghe là thoải mái, nhưng mà mình thấy không, cái chữ thoải mái nó không có phù hợp với bạn, mà phải là thỏa chí. Bạn phải thể hiện con người của bạn, bạn phải thể hiện những cái mặt nào đó mà bạn chưa bao giờ thể hiện ra. Năng lực thật sự của bạn nè, nhan sắc thật sự của bạn nè. Ngay cả nhan sắc của bạn mà bạn còn không khoe ra thì bạn có cái gì? Cơ bản thôi, đầu tiên là khoe nhan sắc của bạn. Hãy tô điểm thêm cho ngoại hình của bạn. Và cái tiếp theo là thể hiện cho người ta biết giá trị của bạn nằm ở đâu. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi gắm cho bạn, những người đã lựa chọn từ bài số 2. Mong rằng trả bài của mình sẽ giúp ích cho bạn, và cũng giúp cho bạn tự tin hơn, trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn trong tương lai. Cũng sắp đến 20 tháng 10 rồi, ngày mai thôi. Mình chúc cho các bạn ở đây, dù là nam hay nữ, già trẻ gái trai gì, cũng đều đón ngày 20 tháng 10 thật là hạnh phúc và bình yên. Mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn. Mình sẽ kết thúc trả bài của bạn ở đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trả bài cho câu hỏi này nhé. Bạn là người dễ bị người khác bắt nạt hay là khiến người khác phải rén? Chỗ mình thời tiết nó đang tệ, bầu trời tối hơn thường ngày. Mong là nó sẽ không có ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của các bạn ha. Oh wow, bạn khiến người khác phải rén đấy. Quá ba từ động lực lúc này mọi người. Mình còn chưa kịp sao mà nó ra hết rồi. Hey, thế này, đúng rồi, thật sự mà nói là bạn khiến cho người khác phải rén. Tại vì sao? Đầu tiên là về bạn nha. Bạn là người có tham vọng, có khát vọng, có những mục tiêu cao cả và vĩ đại.
bạn biết cách kiểm soát nguồn năng lượng của mình, biết cách thể hiện bản thân mình để bạn có thể đạt được những giá trị mà bạn mong muốn. Bạn có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc theo cách của riêng bạn. Bạn có thể xây dựng một tổ ấm theo cách của riêng bạn. Bạn có thể tìm kiếm một công việc phù hợp với năng lực của bạn. Bạn có thể phát triển những mối quan hệ cần thiết để xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Bạn có thể làm bất kỳ những điều gì mà bạn mong muốn. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì nào? Bạn trong ngôn sống của bạn là chậm mà chắc, đúng không? Chậm mà chắc. Vì thế bạn đi bước nào chắc bước đó, bạn không bao giờ thất bại. Ví dụ như người ta vội vàng đi, xong về phía trước xong ngã ngửa, xong về phía trước rồi ngã ngửa, thất bại là thành công lại thất bại. Còn bạn thì không, bạn là đúng theo kiểu đi lên từ từ, đi lên từ từ như thế này này, mà lên bước nào chắc bước đó nha. Chưa kể bạn là người có thể dễ dàng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Bạn đã từng trải qua rất là nhiều giai đoạn trong cuộc đời, đúng không? Những cái lúc thất bại trong công việc này, khó khăn trong việc đưa ra những cái định hướng, khó khăn trong việc nhận thức được rốt cuộc bản thân bạn là ai, bạn giỏi về lĩnh vực gì, năng lực của bạn là năng lực nào. Cho đến khi bạn hình thành ra được giá trị của bạn, và bạn trong cái quá trình bạn phát triển, bạn trưởng thành, bạn còn trải qua biết bao nhiêu những cái nỗi buồn, những cái thất vọng, những cái tổn thương về niềm tin. Đây, lá bài này về sự tổn thương trong niềm tin này, không phải tình yêu đâu, mà là niềm tin. Bạn đã từng bị người ta lợi dụng rất là nhiều, bạn đã từng bị tổn thương về niềm tin rất là nhiều, nhưng mà bạn có thể vượt qua được chúng. Và sau khi trải qua rất là nhiều chuyện về hành trình của bạn, về những mối quan hệ xung quanh bạn, thì bạn dần hiểu ra, rốt cuộc điều mà bạn muốn nhất là gì. Liệu nó có phải là tình yêu, liệu nó có phải là niềm tin, hay là một cái điều gì đó vĩ mô, chẳng hạn như là thành danh, nổi tiếng, giàu có. Cái mà bạn mong muốn nhất, đơn giản thôi, hạnh phúc. Cái bạn mong muốn nhất là hạnh phúc. Và cái việc mà bạn nỗ lực kiếm tiền cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc mà thôi. Hai lá bài thể hiện về sự trọn vẹn, hoàn mỹ trong tình cảm và công việc. Một gia đình hạnh phúc, một mối quan hệ hạnh phúc, một cuộc sống hạnh phúc, một hôn nhân hạnh phúc. Nó là những giá trị tinh thần. Đây, hai lá bài về thể hiện giá trị vật chất và tinh thần luôn này, bạn đều có cả. Nhưng mà bạn vẫn đang trong quá trình tìm kiếm giá trị tinh thần của bạn. Ở thời điểm hiện tại bạn đã ổn về giá trị vật chất rồi, và người ngoài họ cũng nhìn vào bạn, họ cũng nể bạn mà. Họ rất là ngưỡng mộ những gì mà bạn đang có, năng lực của bạn, tài sản của bạn, thành tựu của bạn, gia đình, những mối quan hệ xung quanh bạn, và cũng như là họ ngưỡng mộ cái năng lực của bạn, những cái mà bạn thể hiện ra bên ngoài, cũng như họ ngưỡng mộ cách mà bạn tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn. Nhưng đi kèm với đó là gì? Đi kèm với đó là sự tham vọng. Người ta rén bạn là rén, một phần là do năng lực của bạn, một phần là cách mà bạn vượt qua chướng ngại vật, nhưng phần lớn là tham vọng của bạn. Bạn biết mà, một khi mà tàu lượn đã kích hoạt rồi thì nó chỉ có chạy trên đường ray thôi, nó không bao giờ dừng, cho đến khi nó tắt cái công tắc đó, cái tàu lượn nó mới dừng. Còn nếu như công tắc nó bị hư thì làm sao? Thì nó chỉ có thể chạy miết. Đến khi nào nó hỏng bánh thì thôi. Bạn cũng vậy, một khi bạn đã đặt ra tham vọng thì không bao giờ có chuyện dừng lại, bạn sẽ theo cùng, đi đến cùng với nó. Và điều quan trọng nhất ở đây là gì? Bạn phát triển về giá trị vật chất, về tham vọng, về những định hướng, thì bạn lại mất đi việc cân bằng, bất ổn trong trạng thái cảm xúc của bạn, mất cân bằng trong việc ổn định về mặt cảm xúc. Tâm trạng của bạn sẽ không ổn. Có những lúc người ta sợ, bởi vì sao? Bạn bị giống như con bò tót ấy, nó bị sôi sùng sục, hăng hái quá, sung sức quá, thành ra nó bị mất lý trí, và nó có thể tấn công bất kỳ những người nào ở trước mặt nó. Thì đây, khi mà những lúc mà bạn ở trong một cái giai đoạn mà kiểu bị vật chất che mờ ấy, thì bạn dễ tổn thương người khác. Và chưa kể nha, khi bạn tập trung quá nhiều vào công việc, bạn quên đi việc chăm lo cho bản thân mình, mất cân bằng trong trạng thái cảm xúc. Sẽ có những lúc bạn hưng phấn, có những lúc bạn bi cực, bi quan và tiêu cực. Trời ơi, nó bi cực ghê cơ chứ. Bi quan và tiêu cực. Những lúc thì bạn quá hưng phấn, những lúc thì bạn quá bi quan tiêu cực, những lúc thì bạn quá vui vẻ, những lúc thì bạn quá sầu lo. Nó có sự bất công bằng ở đây, nó cứ lên xuống như thế này này. Bạn ổn về công việc thì bạn lại bất ổn về trong trạng thái tinh thần. Và bạn cũng không còn lạc quan yêu đời như trước. Tại vì sao? Trải qua biết bao nhiêu sóng gió như thế này, những tổn thương, những khó khăn trong công việc, trong mối quan hệ, trong việc giữ niềm tin và mất đi niềm tin, trong việc trao đi niềm tin và bị đánh mất niềm tin. Đó, nhiều cái lắm. Bạn đâu còn lạc quan nữa. Mất lạc quan rồi, mất giá trị lạc quan rồi, không còn yêu đời như xưa. Già đời, trải đời. Và cái đôi mắt của bạn là cái điều mà khiến cho người ta sợ đấy. Một đôi mắt của việc từng trải,
giọng nói của bạn trầm. Cho dù bạn là nam hay nữ thì giọng nói của bạn nó không có cao vun vút đâu. Nó cũng không có kiểu như là tươi trẻ như những thanh niên, như những cô gái, cậu gái gì đâu. Cô gái, cậu bé, trời ơi xin lỗi mọi người, tự nhiên mình nói chuyện nó bị lộn xộn từ ngữ mất. Đó, bạn không còn như là những cô gái, như là những cậu bé nữa, như là những thanh thiếu niên nữa. Cái giọng nói của bạn nó có sự chững chạc trong ngữ điệu, trong cách nói chuyện, trong phong thái. Cho nên người ta nhìn vào bạn, người ta không có dám đụng chạm bạn đâu. Người ta cũng không có dễ dàng lợi dụng bạn hay là muốn chuộc lợi từ bạn. Tại vì sao? Đây, sự thay đổi này, sự thay đổi về cái nguồn năng lượng của bạn này. Bạn thấy không? Đây là cái giao diện của bạn, nó màu đen. Nhưng mà chỉ có những người họ tiếp xúc với bạn, họ mới có thể thấy được cái bảy sắc cầu vồng, cái vận hậu quang phía sau bạn thôi. Thì cũng giống như lá bài này nè, y hệt không? Các bạn cần nhất là gì? Là hạnh phúc. Nhưng mà mấy ai có thể thỏa mãn cho bạn được điều này? Đó là lý do bạn thay vì tập trung ra việc tìm kiếm một mối quan hệ nào đó nó có thể giúp bạn thỏa mãn về việc mưu cầu hạnh phúc, thì bạn tập trung cho vật chất và những tham vọng lớn lao của bạn, những định hướng, những kế hoạch trong công việc của bạn. Trong đầu mình vừa nãy sinh ra một câu hỏi như thế này: biết đến bao giờ tôi mới tìm được một người thật sự phù hợp với tôi? Kiểu như vậy đúng không? Đây. Hay là ở thời điểm bây giờ, cái mối quan hệ, cái mối hôn nhân của tôi ở thời điểm bây giờ này, nó có thật sự là một mối hôn nhân, một mối quan hệ phù hợp với tôi và khiến cho tôi đạt được cái điều này, hạnh phúc? Các bạn cần nhất là hạnh phúc thôi, tại vì tiền tài với bạn nó không có quan trọng nữa. Ở thời điểm bây giờ nó không còn quan trọng nữa, mà các bạn cần bây giờ là gì? Tìm kiếm một mối quan hệ nào đó thỏa mãn cho bạn cái lá bài này, lá bài về việc mưu cầu hạnh phúc. Thì mình sẽ trả cho bạn nhé. Phần lớn những người xem video của mình nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 mấy tuổi, 20 mấy đến 40 mấy, 50 mấy cỡ đó. Và những cái độ tuổi đó thì nó sẽ không còn mưu cầu về vật chất nữa, tại vì các bạn đã có sự trưởng thành rồi, tam quan chững chạc, nhận thức đầy đủ, tư duy phát triển. Thì đối với bạn, các bạn sẽ không dễ bị vật chất thao túng. Nhưng mà cái bạn thiếu là gì? Là tình yêu, là một mối quan hệ. Đó. Tự nhiên có hai con mèo nó cắn nhau. Thì để mình trả cho bạn cái này luôn. Cô đơn. Nếu như bạn vẫn còn không tự bản thân mình thoát khỏi những cái bế tắc này, bạn đang bi quan quá. Tự nhiên bạn nghĩ rằng tôi sẽ không tìm được một mối quan hệ hạnh phúc đâu, tôi sẽ không sống trong được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đâu, tôi sẽ không tìm được một người yêu, một cái người vợ, một người chồng tương lai mà thỏa mãn cho tôi cái sự trọn vẹn về cảm xúc, về mối quan hệ, thì bạn vẫn sẽ không bao giờ tìm được. Cái bạn cần tìm ở bây giờ là gì? Đó là rút ra khỏi những cái nỗi lo của bạn, thuận theo tự nhiên, cái gì nó đến nó sẽ đến. Đây, chủ động thoát ra khỏi những bế tắc, tìm kiếm những niềm vui, lạc quan. Cái người mà họ sẽ thỏa mãn cho bạn trong việc bạn mưu cầu hạnh phúc đúng không? Bạn muốn có một hạnh phúc ngọt ngào, trọn vẹn. Và hạnh phúc này không phải là hạnh phúc dựa trên thể xác, mà là hạnh phúc dựa trên tâm hồn, là sự đồng điệu về mặt linh hồn. Thì bạn phải tìm một cái người như thế này. Người này phải thỏa mãn được 3 yếu tố. Một là người này có nguồn năng lượng của sự chữa lành. Đây, nguồn năng lượng của sự chữa lành. Người này có thể có một sự nhạy bén về mặt tâm linh. Nhạy bén về mặt tâm linh. Và cái cách nói chuyện của người này nó thâm thúy lắm. Nó giúp cho bạn mở mang ra rất là nhiều vấn đề liên quan đến tâm linh, giá trị tinh thần, phát triển nhận thức. Đó, kiểu như vậy. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là gì? Người này đang hạnh phúc trên hành trình của họ. Họ đã có một cái hành trình rồi, và họ đang rất mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng trên cái hành trình đó. Vậy thì độ tuổi của họ không còn nhỏ đâu, ít nhất phải khoảng tầm 20 mấy. Tại vì sao? Tại vì cái độ tuổi đó không còn là độ tuổi của việc mà chúng ta vùi đầu vào học hành nữa, là độ tuổi để chúng ta bắt đầu hành trình rồi. Và họ cũng đang ở trong cái hành trình của họ này, hành trình tỏa sáng của riêng họ. Và cái thứ ba là gì? Họ mang một nguồn năng lượng tích cực và lạc quan. Dường như là họ, trên gương mặt của họ nó luôn luôn thể hiện cái sự phúc hậu, hiền hậu, yêu đời. Những cái khó khăn, những cái bủa vây, những cái nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh đó, dường như không thể nào tác động được họ. Tại vì sao? Bởi vì bạn hiện tại như bóng đêm này. Bạn như là con bướm đang bơi đang bơi, xin lỗi mọi người. Tự nhiên con bướm đang bơi, con bướm đang bay ở trong một khu rừng đen thui thùi lùi. Nhưng mà họ lại đóng vai trò ngược lại với bạn. Bạn nhìn đi, đối cực không? Bạn là như thế này nè, đêm đen này, bạn đang trôi vôi, bạn đang chơi vơi giữa một cái lòng đại dương.
Bạn đang bơi vật vờ ở giữa một cái khung cảnh đêm đen, mờ mịt, không có tương lai. Không biết rõ rằng bản thân mình đang mong cái gì. Không biết rằng là liệu tương lai tôi sẽ đi về đâu. Kiểu vậy đấy. Đây là sự mông lung trong giá trị tinh thần của bạn, trong nội tâm của bạn. Nhưng mà cái người này sẽ đóng vai trò ngược lại. Họ sẽ ở ngoài ánh sáng. Bạn là đêm đen thì họ sẽ là mặt trời. Bạn là u tối thì họ sẽ là tươi sáng. Họ sẽ mang một nguồn năng lượng ngược lại với bạn. Độ tuổi sẽ chênh lệch đấy nha. Ít nhất là khoảng 8 tuổi. Từ 4 tuổi đến 8 tuổi. Hoặc là hơn thế. Nó sẽ nằm trong khoảng độ tuổi đó. Người này trẻ hơn bạn. Hoặc là nếu như bạn đang ở một cái độ tuổi như thế này. Đây. Ví dụ như các bạn đang đóng vai trò là người như thế này đúng không? Một người đang ở một cái năng lượng tươi sáng. Bạn tự cảm nhận bản thân mình được mà. Bạn đang ở một cái nguồn năng lượng tươi sáng. Thì cái vị hôn phu của bạn, cái vị hôn thê của bạn, nó sẽ nằm ở một cái nguồn năng lượng u tối. Hai người sẽ hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau. Mình cảm giác như là thế nào ta? Hai người sẽ có độ tuổi chênh lệch đó. Chênh lệch từ 4 đến 8 tuổi, hoặc là thậm chí là hơn thế, nhưng mà ít nhất là 4 tuổi, thấp nhất là 4 tuổi. Mà thường sẽ là khoảng 8 tuổi đổ lên. Mình không biết là bạn suy nghĩ như thế nào, nhưng cho dù bạn đang ở trạng thái nào, đây, trạng thái đêm đen hay là trạng thái tươi sáng, thì cái người mà bạn tìm kiếm nó sẽ nằm trong phạm vi này. Bạn ở bên này thì họ sẽ ở bên này, còn bạn ở bên này thì họ sẽ ở bên này. Tùy vào nhận thức của bạn, tùy vào cách mà bạn đặt vị trí của mình vào đây. Nhưng quan trọng là gì? Cả hai sẽ bổ sung cho nhau. Mối quan hệ này là một mối quan hệ bổ sung cho nhau, chứ không phải là theo kiểu bài trừ nhau hay là mâu thuẫn cho nhau đâu. Tại vì cái này giống như là mảnh ghép hoàn hảo vậy đó. Để mình trải cho bạn xem cho coi. Đó, tuyệt vời không? Mối quan hệ bổ sung cho nhau mà. Vừa là một hành trình tuyệt vời và tươi đẹp. Đây. Vừa là một cuộc hành trình tuyệt vời và tươi đẹp. Vừa giúp cho nhau thoát ra khỏi những cái nỗi buồn, những cái bế tắc của riêng mỗi người nha. Không cần các bạn nói ra, nhưng mà hai người ráp lại với nhau là nó tự động đẩy lùi những cái tiêu cực, những cái tệ nạn, những cái bi quan trong lòng của mỗi người, và hướng cho mọi người đến những cái giá trị tinh thần hơn, lạc quan tích cực yêu đời hơn. Tuyệt vời mà đúng không mọi người? Giống như là lá bài này, mong chờ vào một sự thay đổi tích cực. Bạn sẽ đạt được điều này nếu như bạn gặp được họ. Còn ai mà đã trong mối quan hệ yêu đương rồi, không hẳn là yêu đương đâu, mà là các bạn đã lập gia đình rồi. Nếu như các bạn đã lập gia đình rồi và các bạn nhận thấy rằng cái vị hôn phu, vị hôn thê, người vợ, người chồng của bạn có những đặc tính như mình nói á, thì xin chúc mừng. Đây là mảnh ghép hoàn hảo của bạn. Còn nếu như không hoàn hảo thì sao? Thì thôi chứ làm sao. Chứ bây giờ chẳng lẽ mình nói mình xúi giả các bạn bỏ vợ bỏ chồng à? Nhưng nếu các bạn vẫn còn đang trong mối quan hệ, chưa xác nhận kết hôn với ai đó, hay là các bạn ở trong tình trạng độc thân, thì trong tương lai bạn sẽ gặp người như vậy. Nếu như cái người mà bạn gặp nó thỏa những cái tiêu chí mà mình nói, thì xin chúc mừng, cả hai người đã gặp được nhau. Còn nếu không thì chắc bạn phải tốn khoảng thời gian để tìm kiếm nữa đấy. Thôi, chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây nhé. Mong rằng trả bài của mình sẽ giúp ích cho bạn. Và sắp tới 20 tháng 10 rồi, mình chúc cho các bạn đón nhận được những niềm hạnh phúc, vui vẻ và hân hoan trong dịp lễ. Và đồng thời, cho dù tương lai như thế nào, thì các bạn cứ giữ vững tham vọng của mình, khát vọng của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó là ngọn lửa nhiệt huyết và nó duy trì được sự tồn tại của bạn cho đến tận bây giờ. Nghe nó có vẻ hơi ghê ghê, nhưng mà sự thật đấy. Hẹn gặp lại bạn ở những trang bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.